Hôm nay ngày 18 tháng 5 năm 2025, Thiện Phú lên cho anh em một lô đồng hồ gồm 28 mẫu sản phẩm nha anh em. Và anh em nhớ đăng ký kênh để nhận được những video Thiện Phú lên sớm nhất nha. Đây là mẫu số 1, là một chiếc đồng hồ hiệu phi cây. Phi cây này chạy cơ tự động nha anh em. Cọc số màu đỏ. Cọc số la mã nha anh em, mặt đen và toàn thân được làm bằng thép đúc. Con này thì chạy máy cơ tự động và lũa cơ sau. Chạy máy cơ tự động Nhật cơ đời mới nha anh em. Size mặt 44 và 4 chân da là size 53. Con này thì nó có hỗ trợ cốt phụ, lắc thì nó chạy nha anh em. Kính nó cũng có độ cong nhẹ theo cái xương của đồng hồ. Con này mẫu số 1 có giá là 1,7 triệu. Qua mẫu số 2. Mẫu số 2 là một chiếc đồng hồ pin nha anh em. Con này chạy máy pin Nhật. Mặt nó hơi vàng nha anh em, toàn thân được mạ vàng. Mặt sau này. Con này thì nó dùng dây của Bambi. Khóa thông minh nha anh em. Con này dùng khóa thông minh. Như vậy này. Con này lên tay thì rất đẹp luôn. Cọc số vàng. Con này mẫu số 2 có giá là 1,550,000. Con này xe mặt 38.5. Qua mẫu số 3 là một chiếc đồng hồ chạy máy pin luôn nha anh em, chạy Sonograph chống nước là 10W. Và cái núm của nó thì nằm ở bên góc này nha anh em. Con này niền vàng, dây vàng demi mix màu đen. Núm nó nằm ở góc bên trái nha anh em. Bên trái. Thường thì núm nó nằm bên này, bên phải, nhưng mà bên này thì nó lại nằm góc bên này nha anh em. Một cọc cây và một cọc là số học trò chạy Sonograph. Con này xe mặt là 45. Giá của con này là 1,6 triệu nha. Chạy máy pin Nhật. Qua mẫu số 7. Mẫu số 4. Mẫu số 4 là một chiếc đồng hồ hiệu Samaton Maria. Thương hiệu Italy nha anh em. Con này thì chạy cơ tự động. Và cái kính nó có độ cong nha anh em. Kính nó có độ cong, sườn thì sườn inox. Mặt sau lỗ cơ sau chạy máy Miyota 21 chân kính. Con này thì nó làm thép đúc và được mít cái dây làm bằng đá nha anh em. Những cái cọc này là cọc làm bằng đá. Con này xe mặt 40 nha anh em. Xe mặt 40 và giá là 2,3 triệu. Qua mẫu số 5 là một chiếc đồng hồ Fubo Design. Con Fubo Design này chạy máy cơ tự động. Và nó có kim xăng nha anh em. Kim xăng ở trên này. Con này thì mặt màu xanh và có lụa cơ góc này. Nhìn rất là đẹp luôn. Cái
kính của nó thì nó lồi lên một xíu nha. Nó lồi lên như này. Ô, rất là đẹp. Nấm nấm bí ngô nha anh em. Cọc số La Mã. Mặt màu xanh dương. Nhìn đồng hồ rất là chắc luôn. Size 39 nha anh em. Lộ cơ sau. Chạy máy của Fubo Design. Con này mẫu số 5 có giá là 2.850.000. Trên cái sườn này cũng có đóng Fubo Design nha anh em. Qua mẫu số 6 là một chiếc đồng hồ hiệu là Sonne Hauri. Sonne Hauri, con này chạy máy cơ cốt nha anh em, chạy cơ cốt. Con này phiên bản mạ vàng hồng. Độ mới 100%. Khóa nguyên zinc. Và con này thì mặt trắng, kim đen. Cọc số La Mã, chạy 2.5 chim. Bộ máy thì như thế này. Độ mới rất là cao luôn. Con này chiều ngang là size 30 và 4 chân dài là size 46. Lên tay này. Con này phơm tăng thì đeo rất là dễ đeo nè anh em. Con này mẫu số 6 có giá là 2.650.000. Qua mẫu số 7 là một chiếc đồng hồ hiệu Gaga Milano. Con này có hộp rất là to và nặng nha anh em. Con này có hộp cực kỳ to. Cầm nó nặng rỉu tay luôn. Con này thì chạy máy cơ cốt nha anh em. Con Gaga này chạy máy cơ cốt và nó rất là to luôn. Chạy 2.5 chim. Máy của Thụy Sĩ chính hãng Whitmet. Con này thì dây chốt khóa nguyên zin hết luôn nha anh em. Dây nguyên zin nè, dây thương hiệu của Thụy Sĩ luôn, Gaga. Khóa nguyên zin. Con này xe mặt 48 nha anh em. 48 và 4 chân dây là size 55. Con này cái núm nó nằm ở góc này, lên cốt tay nha. Dây của nó này, dây rất là xịn sò luôn nha anh em. Chỗ này nó có hình con cá nha. Chỗ này thì nó đóng cái chữ của tiếng Anh hay sao. Bên này để chữ Gaga Milano. Con này mẫu số 7 nha anh em. Mẫu số 7 có giá là 4.1 triệu. Qua mẫu số 8. Mẫu số 8 là một chiếc đồng hồ hiệu là Invicta. Con này mặc màu xanh dương. Niềng màu xanh dương, niềng có thể xoay được nha anh em. Và cái chỗ này có một giọt nước phóng đại của ô số lịch. Nấm vàng hồng và niềng vàng hồng. Con này trên sườn cũng có đóng Invicta. Con này chạy máy của Senko NH35A. Búa vàng. Con này thì tay to to đeo mới đẹp nha. To to chiếu. Con này xe mặt là 42. Nấm cổ chai nha em. Nấm cổ chai chống nước. Dây chốt khóa vẫn còn nguyên zin hết luôn. Vòng tay cũng còn khá rộng. Con này mẫu số 8 có giá là 2.550.000. Qua mẫu số 9. Mẫu số 9 thì đây là một chiếc đồng hồ hiệu là Enica, thương hiệu của Thụy Sĩ nha. Con này chạy máy cơ cốt. Con này chạy cơ cốt nha. Cái mặt của nó thì lên dầu. Dây chung. Con này thì dòng cơ cổ nha anh em. Cơ cổ thì không khỏi cái mặt nó phải lên dầu à. Con này xe mặt 35. Để thầy Phú mở máy nha.
Enika là dòng thương hiệu của Thụy Sĩ nha nè. Enika máy vàng rất là đẹp nha nè. Enika Quickmat. Con này chạy 21 chân kính nha nè. Con này thì mẫu số 9 có giá là 1,5 triệu, cái máy rất đẹp. Qua mẫu số 10. Mẫu số 10 là một chiếc đồng hồ hiệu Valentino Domani. Con này một dòng thương hiệu của Italy và chạy máy bi Nhật. Con này thì đính đá rất là đẹp luôn rồi. Đính đá xịn. Con này sẽ mặc 36 và 4 chân dây là size 43. Dòng Valentino là mua mới rất là mắc tiền nha nè. Con này thì núm cổ chai chống nước, có lực thượng nữa. Và bốn góc này bốn viên đá cây. Form nó giống của form của Rolex. Con này mẫu số 10 có giá là 1,5 triệu. Và mẫu số 11 là một chiếc đồng hồ chạy cơ tự động của Nhật, thương hiệu của Mỹ. Con này hiệu là AUR Bautos, đĩa chống nước 100m và chạy 2,5 kim, mặt đen. Con này xe mặt 40, 4 chân da là size 48, toàn thân là màn thiếp đúc luôn, mặt nó màu xám đen. Mặt sau thì lộ cơ sau và chạy có cái búa màu xanh, thương hiệu của New York này, Mỹ á. Con này mẫu số 11 có giá là 1,7 triệu, chạy máy cơ tự động. Tất cả đều còn nguyên zin toàn bộ hết nha anh em. Qua mẫu số 12 là một chiếc đồng hồ chạy máy cơ tự động luôn. Chạy cơ tự động và mặt của nó thì có bốn cái vòng tròn màu vàng trên một cái nền màu đen. Cọc số thì cọc số học trò. Chạy máy cơ tự động, lực thượng. Hiệu của chiếc đồng hồ này là hiệu Galaxy. Galaxio. Con này khóa này là khóa nguyên zin. Dây vẫn còn nguyên zin mặt sau này. Vẫn còn nguyên zin. Và lộ cơ sau. Máy rất là chắc. Cái máy này giống cái máy của cái con đồng hồ Fubo Design. Núm chìm nha nè. Con này xe mặt là 42. Lịch thượng luôn nha anh em. Con này cầm rất là đầm tay, mẫu số 12 có giá là 1,7 triệu. Và mẫu số 13 là một chiếc đồng hồ của nữ nha. Một chiếc đồng hồ của nữ hiệu là Kenzo. Con này là đồng hồ chạy máy pin 2,5 kim. Toàn thân được mạ vàng và con này là màng bạc đúc nha anh em. Kenzo. Nó có hình cái hoa phía sau. Con này chạy máy pin. Máy pin Nhật. Con này xe mặt là 25,5. Con này mẫu số 13 có giá là 1,1 triệu. Qua mẫu số 14 là một chiếc đồng hồ làm bằng đá, mặt số là bằng đá nha, là bằng đá Oban, mặt cực đẹp. Hiệu là Aliden Novo. Con này 4 góc đến 4 viên sòn và được mạ vàng hồng toàn thân. Con này thì dây chốt khóa vẫn còn nguyên zin luôn. Cái form nó giống cái form của con DVD. Con này xe mặt là 36,5. Lên tay thì cực đẹp luôn. Giống cái màu của thiên thạch. Màu tím nha nè. Màu tím và nó có những cái bắt sáng giống như là những cái ngọc trai á. Con này mẫu số 14 có giá là 1,3 triệu.
chạy máy pin Nhật. Qua mẫu số 15 là một chiếc đồng hồ của Thụy Sĩ, hiệu là Raymond Well. Con này là đồng hồ của nữ nha anh em. Raymond Well, một dòng thương hiệu cũng khá lớn, và con này thì nó có những cái vòng tròn trọng tâm bên chính giữa. Toàn thân được bọc vàng 10k. À 18k, con này bọc vàng 18k. 18k và cái hiệu nó là 9953. Raymond Well, con này khóa nguyên zin nha anh em. Khóa nguyên zin và dây thì không zin. À có dây zin luôn. À Tiền Phú nhìn chỗ này không phải như cái hiệu của nó, mà cái này này. Raymond Well có hiệu nó nằm đây. Dây vẫn còn nguyên zin luôn cho anh em. Dây mà dây da zin theo máy thì rất hiếm gặp cái con như thế này nha anh em. Dây zin rất hiếm luôn. Dây nguyên zin của nó này cầm rất là mềm mại, da như da cá sấu thì phải. Con này núm đính một viên đá màu xanh dương Raymond Well, được thiết kế vàng mặt sau luôn, 18k. Con này chạy 2 kim nha anh em, và có một ô cái số lịch lọc góc 6 giờ. Con này thì size 25.5. Mã số 15 có giá là 1.500.000, chạy máy pin của Thụy Sĩ. Toàn bộ đều còn nguyên zin. Qua mẫu số 16 là một chiếc đồng hồ hiệu Sydney. Con này mặt rất là đẹp luôn nha. Mặt nó màu bạc và nó có những cái hạt cát mịn nổi lên. Con này thì chạy 3 kim, cọc số cây. Và nó có hai trên này có 2 chấm bi, dưới 2 chấm bi dạ quang. Kim có dạ quang luôn. Con này xe mặt 42, dây đề mi màu trắng. Con này thì chia xé siêu lông mặt sau luôn nè. Độ mới rất là cao luôn. Con này chạy máy pin Nhật. Vòng tay còn rất là rộng. Con này mẫu số 16 có giá là 1.250.000. Cái kim của nó màu đà nha anh em. Kim màu đà. Nhìn rất là lạ nha. Kim màu đà luôn. Con này mẫu số 16 giá là 1.250.000. Và mẫu số 17 là một chiếc đồng hồ của nữ. Nó làm bằng đá, cái hạt ngọc trai. Mặt thì mặt khảm sa cừ nha anh em. Mặt khảm sa cừ. Con này thì máy pin của Nhật, dùng máy pin Nhật nha anh em. Ngọc trai rất nhiều. Xe mặt là 20. Và bốn chân da là size 30 gần 33. Con này mẫu số 17 có giá là 1.100.000. Mặt rất đẹp nha anh em, và đá ngọc và ngọc trai. Qua mẫu số 18 là một chiếc đồng hồ của nữ hiệu là Swatch Swiss. Con này mặt hình một cái hoa sen thì phải, một hình hoa sen. Con này thì nó đính đá trên này. Dây cũng có hoa sen nha anh em. Chỗ này nó dính một cái keo á. Con này thì đồng hồ của Thụy Sĩ nha. Đồng hồ máy pin của Thụy Sĩ. Xe mặt là 25. Con này giá là 850.000. Đồng hồ máy pin của Thụy Sĩ. Qua mẫu số 19. Mẫu số 19 là một chiếc đồng hồ nó chạy 3 cốt 6 kim. Và 3 cái cốt của nó này nó tròn và nó có đính 3 viên đá màu đen rất là đẹp. Mặt khảm sực cừ luôn, sực cừ tím. Trên niền là đính đá nha anh em. Đá rất là bắt sáng luôn.
phẩm sư cừu rất đẹp nha anh em. Chạy máy pin của Nhật. Con này size mặt 32 và 4 chân da là size 38. Nước thép của nó rất là xịn nha anh em. Con này mẫu số 19 có giá là 1,5 triệu. Qua mẫu số 20, một chiếc đồng hồ Q&Q của nội địa Nhật. Con này thì cũng có cắt dây rồi nha, màu xám, mặt màu xám nha anh em. Con này Q&Q chạy máy pin Nhật, kính của nó có giác cạnh góc này xung quanh và chính giữa thì cắt ngang. Kim của nó có dạ quang và cọc số cây và vàng. Độ mới thì rất là cao luôn. Nhìn rất là sáng luôn nha anh em. Con này xe mặt là 34 và 4 chân dây này là size 39. Con này có độ dài ra nha anh em. Có độ dài chứ không phải tròn, cho nên là mình đeo thấy nó không có nhỏ. Con này mẫu số 20 có giá là 800.000. Qua mẫu số 21 là mẫu số đồng hồ hiệu là DVDUB. Con DVDUB nha em. Con DVDUB mới can luôn. Mới full hộp. Con này vẫn chưa xé siêu lòng mặt luôn nè. Kim nung xanh. Toàn thân được mạ vàng hồng, xe mặt 38 và góc 6 giờ có ô cửa sổ lịch. Con này toàn thân được mạ vàng hồng, chạy máy pin của Nhật, máy vàng. Con này thì dây chất khóa nguyên zin toàn bộ, nói chung là mới 100% luôn. Chạy máy pin Nhật nha anh em, bộ máy nó máy vàng. Con này nhìn cũng khá là mỏng, đeo cũng rất là thanh lịch. Con này mẫu số 21. Mẫu số 21 có giá là 980.000. Qua mẫu số 22. Mẫu số 22 là một chiếc đồng hồ hiệu là Amba. Con này chạy Kino Grab. Dòng này dòng của Nhật và mặt rất đẹp nha anh em. Mặt nó chảy tia ra rất đẹp luôn. Chạy Kino Grab có hai kim nung xanh, còn lại hai kim trên dưới là nó chạy kim màu đen, cọc số đen và nó chạy nể là Kino Grab. Con này nó để minh, trên này để xét là cái gì mình cũng không rõ nha. Con này thì mẫu số 22 có giá là 1,2 triệu. Mặt trắng nha nè, mặt trắng và size mặt 43. Con này size mặt 43 luôn. Con này mẫu số 22 giá 1,2 triệu nha. Qua mã số 23. Mã số 23 là một chiếc đồng hồ của Thụy Sĩ. Cầm rất nặng luôn. Con này đó cầm rất là nặng. Nó nằm trong cái hộp cũng rất xịn. Hộp bằng gì thì không biết nhưng mà nó nặng lắm. Con này cũng khá là, cái hộp này khá lâu rồi nha em. Hộp này tồn tại khá lâu nên nó rớt cái này ra này, rớt cái keo ra luôn này. Con này đồng hồ của Thụy Sĩ, chạy máy pin, chạy 6 kim. Đây nó có cốt đây nha anh em. Nó có 3 cốt. Cốt này, cốt này, cốt giữa. Cái kim nhỏ chạy này.
Đây là cái cốt nha nè, nhưng mà nó làm theo cái sườn luôn. Mình nhìn mình cảm giác giống như là nó là một cái sườn chứ không phải là cái cốt. Mà bấm nè, quăng kim. Con này cầm rất là nặng luôn nha anh em, rất là nặng tay. Có ba cái vòng tròn, một vòng tròn đây là màu đen và đây màu xanh. Con này size mặt là 48. Rồi bên trong này là size 43.5. Dây của nó này. Mặt sau thì nó đính những con ốc đây, mở bằng ốc nha anh em. Đồng hồ còn rất đẹp. Con này đồng hồ máy pin của Thụy Sĩ, giá là 2 triệu, giá là 2,5 triệu nha. Con này giá 2,5 triệu. Qua mẫu số 24. Mã số 24 là một chiếc đồng hồ hiệu là Mercedes-Benz. Một dòng xe nha, một dòng siêu xe. Mercedes-Benz màu nó màu giống như màu màu đà. Phơm tăng đấy. Xe mặt là 33 và 4 chân da là xe 41. Con này nhìn khá là to chứ không có nhỏ đâu, như này lên tay này. Rất là to luôn. Con này cái dây của nó thì nó đã bủng bên trong rồi nha. Này dây nó nè. Nó để như lâu quá rồi nó như này. Nhưng mà mặt này thì đẹp. Con này mặt bên ngoài thì rất là đẹp luôn. Nhưng bên này thì nó bị như này. Anh em về có thể là thay một bộ dây giặt khác nha. Con này mẫu số 24. Con số 24 có giá là 1,25 triệu. Qua mã số 25. Mã số 25 là một chiếc đồng hồ hiệu là Bauhewit. Con này thương hiệu của Đức. Germany chỗ này này. Chạy 2,5 kim. Cái kim của nó có hình mỏ neo. Xe mặt 42. Con này dây chốt khóa vẫn còn nguyên zin. Dây da màu nâu. Con này kính làm bằng kính sapphire nha anh em. Kính sapphire chống trầy. Con này mẫu số 25 có giá là 1,6 triệu. Qua mẫu số 26 là một chiếc đồng hồ máy pin. Máy pin của Thụy Sĩ. Con này thì còn mới luôn. Mặt chia sẻ siêu lông, nhìn đính đá, mặt đen. Chạy 3 cốt 6 kim. Kim màu trắng nha nè. Con này chạy máy Ronda. Tay nam thì to xíu đẹp mới đẹp nha. Xe mặt là 43. Con này là thép đúc nguyên khối. Cầm rất đầm tay luôn. Mẫu số 26 có giá là 1,35 triệu. Hiệu của nó là đây. ISO X chứ vậy. Qua mẫu số 27 là một chiếc đồng hồ hiệu Caniva 1986. Con này thì cái phơm của Omega, mặt màu nâu sô cô la, chạy mấy cái tự động, toàn thân được mạ vàng, dây da nâu, mặt nâu. Con này chạy máy bộ máy của Caniva. Con này thì khóa chốt vẫn còn nguyên zin hết toàn bộ, rất là mới luôn. Đeo không khác gì một con Omega và cái logo của nó cũng giống con Omega luôn nha anh em. Hình nó giống như cái móng ngựa.
xe mặt 40 nha anh em, xe mặt 40, nước vàng rất là đẹp luôn, và 4 chân da là size 46. Con này mẫu số 27, mẫu số 27 có giá là 2.480.000 qua mẫu số 28, là mẫu số cuối cùng của video ngày hôm nay nha anh em. Cái hộp này mở hơi ra hơi khó ạ. Con này con gà, cái mặt con gà trống nha nè, cái mặt con gà trống nhìn rất đẹp luôn và nhìn rất là sắc sảo, rất sắc nét, hình 3D nổi. Con này chạy cưa tự động và hiệu Caniva 1986. Nhìn cái màu rất là sống động nha nè. Con này chạy máy vàng của Miyota, Miyota 21 chân kính. Bộ máy này thì chạy rất là ok luôn rồi. Dây chốt khóa nguyên zin, dây da rất xịn nha anh em. Dây da màu đen, khóa nguyên zin, chưa qua sử dụng luôn. Con này xe mặt 41. Lên tay con này rất là đẹp luôn. Một con gà trống. Mặt cái hình nó thì con này mặt hiếm nha, lâu lâu mới có một cái về. Con này mẫu số 28, có giá là 2.850.000. Và video đến đây đã kết thúc. Cảm ơn em đã theo dõi kênh chia sẻ đồng hồ rồi đi Nhật, và xin hẹn gặp lại em trong một video tiếp theo.